trên màu mắt hơi phía xa xăm có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu buồn thắng yêu lẽ lo chi tôi với tánh diều tháng năm cứ ngày chờ im trong những sao chẳng chút hy vọng quyền giờ sang sông ngoài lại bến xưa tiếng ai đang đứng sau ô cửa đã trôi nỗi niềm trong cơn mưa cái ngoài xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ bay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vạn cương đau cũng không thành mất nhau. Đăng ký tham gia hơn 100.000 người theo dõi trong vòng 4 ngày thi đấu và hơn 2 triệu lượt xem trên đa nền tảng cũng như khiến cho nhiều câu nói đi vào lòng người. Q1 top, Q2 EW, Q3 phát ác chưa kìa và sau đó là một tình huống đánh tay nội tại nhưng đối phương sắp biến đi. Vẫn còn một chút máu đến từ Solo Kill Sai nhưng Tori top còn nội tại và đi bộ vẫn chọc tay nội tại lấy mạng chiến công đồng. Q2 đã trở lại với tổng giải thưởng tiền mặt lên tới 10 triệu đồng, hấp dẫn hơn, hoành tráng hơn và gay cấn hơn. Cùng với đó là một dàn caster vô cùng chất lượng, Hoàng Luân, Linh cao thủ. Hoàng Sama 64 player mở rộng ra 35 vị tướng được sao trên băng sử dụng. Trận đấu đã sẵn sàng, một nhà vô địch duy nhất sẽ được gọi tên, liệu đó có phải là bạn?